Rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục Chuyện nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, làm nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng mà cả chính quyền lẫn người nông dân và người tiêu dùng trong cả nước quan tâm hướng tới. Tỉnh Lâm Đồng cũng không ngoại lệ. Đặc biệt ngày nay khi các bạn trẻ bỏ phố bám vườn với lối canh tác tự nhiên ngày càng nhiều, thì việc kết nối những nhà nông trẻ và người tiêu dùng trong cả nước luôn là vấn đề được quan tâm. Mở đầu chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn cùng đến với một phiên chợ đặc biệt, nơi mà chỉ bán các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, nơi mà người bán chính là người sản xuất và là phiên chợ nói không với túi ni lông, phiên chợ nông sản hữu cơ Đà Lạt. Phiên chợ nông sản hữu cơ là một phiên chợ được tổ chức định kỳ của một nhóm nhỏ những người trồng trọt và cung cấp các sản phẩm hữu cơ được canh tác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đó có thể là những sản phẩm từ rau củ, những ly cà phê dưới tán vườn rừng hay những mặt hàng được sản xuất theo tiêu chí sạch từ nông trại đến tay người tiêu dùng như các loại tinh dầu, các loại mỹ phẩm organic, handmade. Người sáng lập phiên chợ chị Leonie đến từ Đức đã có thời gian sinh sống tại Đà Lạt hơn một năm, thường xuyên tiếp xúc với những nhà nông trẻ có định hướng trong canh tác hữu cơ. Và đây cũng là cơ duyên để chị và các cộng sự mở ra phiên chợ này để kết nối từ vườn đến khách hàng. Vâng, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nhà nông tại Việt Nam hiện nay đang sử dụng rất nhiều chất hóa học. Chúng không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì thế, chúng tôi muốn khuyến khích những nhà nông sáng tạo ra nông sản mà không dùng đến các chất hóa học. Họ đang thay đổi phương thức canh tác hữu cơ và nông nghiệp bền vững. Chúng tôi muốn kết nối những nhà nông như thế lại với nhau. Và hơn thế nữa, chúng tôi muốn kết nối họ với khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tạo ra phiên chợ này, để tạo cơ hội cho nhà nông kết nối với khách hàng thực sự quan tâm tới thực phẩm sạch. Đây là một hoạt động phi lợi nhuận của tôi và cộng sự. Chúng tôi dành khá nhiều thời gian không bận rộn của mình cho việc vận hành phiên chợ. Tuy nhiên công việc này cũng mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui. Tất nhiên chúng tôi cũng cần rất nhiều sự hỗ trợ. Bạn thấy đấy, tương lai phiên chợ có thể sẽ trở thành lớn hơn nữa và chúng tôi cần nhiều hơn lực lượng tình nguyện để phiên chợ trở nên thành công hơn. Mục tiêu của phiên chợ là có thể hỗ trợ những người nông dân chọn cách canh tác thân thiện với tự nhiên, qua đó cung ứng thực phẩm sạch đến người dân Đà Lạt và khách ghé thăm, đồng thời cũng thiết lập lại sự kết nối giữa nông dân và người tiêu dùng, người mua biết được ai là người trồng thực phẩm mình tiêu thụ và tại sao nên dùng nông sản theo mùa, và từ đó tạo ra hệ thống mua bán trực tiếp, không thông qua trung gian, giúp người bán được giá tốt hơn, người mua mua được nông sản an toàn với giá phải chăng. Chợ của nông sản hữu cơ Đà Lạt của chúng ta được tổ chức vào ngày Chủ nhật. Thì thông qua 3 phiên chợ thì cũng có rất là nhiều khách du lịch thông qua fanpage của chương trình ở trên Facebook thì cũng đã biết tới phiên chợ và tới ghé tới phiên chợ để tham quan và mua sắm. Thì về tương lai thì phiên chợ vẫn dự định tổ chức vào ngày Chủ nhật hoặc là ngày cuối tuần để tạo điều kiện cho nhiều khách du lịch hơn nữa để có thể có thời gian ghé phiên chợ. Và ngoài ra thì thông qua phiên chợ nông sản hữu cơ Đà Lạt này thì nhóm tổ chức cũng mong muốn là nhân rộng được thêm càng nhiều cái mô hình mà sản xuất hữu cơ ở thành phố Đà Lạt cũng như là ở tỉnh Lâm Đồng và giúp cho người tiêu thụ trước tiên là ở tỉnh Lâm Đồng có được cái nguồn rau hữu cơ sạch để ăn và xa hơn là ở những cái tỉnh thành lân cận và ở khu vực phía Nam. Thì cũng mong muốn về tương lai thì là Đà Lạt hay tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ khi được nhắc tới rau của Đà Lạt hay Lâm Đồng cũng sẽ là rau hữu cơ, là niềm tự hào của người dân Lâm Đồng. Những mặt hàng được bày bán tại phiên chợ đều là những sản phẩm hữu cơ do chính tay những người nông dân sản xuất. Bạn sẽ được thưởng thức cà phê Robusta rang bọc đến từ Bùi Farm, các loại rau sạch không hóa chất được canh tác bởi các cô gái xinh đẹp người Cờ Ho, hay chiêm ngưỡng những vật dụng thủ công của người đồng bào Chu Ru Cờ Ho như gùi, túi, thổ cẩm, v.v. Thứ nhất là các bạn bè của chị trên Facebook ấy, với lại bạn bè là có đã tham gia mua ở đây và có xe cho mình biết. Mình chị cũng hay đi mua các loại rau củ quả hoặc là trái cây là Việt Gáp, nhưng mà riêng về hữu cơ thì cũng chưa thấy một cái phiên chợ nào á. Thì các bạn có xe này thì mình có tham gia. Tôi đến phiên chợ nông sản hữu cơ vì rất nhiều thực phẩm chúng ta trồng hôm nay được sử dụng rất nhiều hóa chất không tốt cho sức khỏe. Và tôi mong muốn tìm được nơi có những thực phẩm hữu cơ.
Tôi nghĩ ở Đà Lạt có nhiều nông sản trồng rau hữu cơ và phiên chợ là cơ hội để tôi có thể mang về nhà những thực phẩm tốt lành. Điều đặc biệt ở phiên chợ hữu cơ này là toàn bộ những nhà cung cấp tham gia đều phải cam kết nói không với vật liệu dùng một lần như bao ni lông, ống hút, ly nhựa, v.v. Toàn bộ sản phẩm đều được gói trong những miếng giấy và cột lại bằng dây thừng hoặc bằng cỏ. Người đến mua sắm hoặc tham quan cũng được khuyến khích mang theo túi cá nhân khi mua sắm. Bên cạnh đó, tại phiên chợ vẫn thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện, chia sẻ về chủ đề bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, xử lý phân hữu cơ tại hộ gia đình. Em thực sự rất là quan tâm về cái thực phẩm hàng ngày mình nạp vào cơ thể. Và để có được cái thực phẩm sạch đó thì nó xuất phát từ nhiều yếu tố và có nhiều nguyên nhân tác động đến thực phẩm sạch đó. Và em cũng rất quan tâm về vấn đề rác ở Đà Lạt, nói chung và về cái nguồn để mà trồng rau. Là lần thứ ba diễn ra phiên chợ, tuy còn nhiều khó khăn từ khâu tổ chức, kết nối, truyền thông đến người tiêu dùng, nhưng sức lan tỏa từ phiên chợ hữu cơ đã và đang mang đến nguồn năng lượng mới cho những nhà nông trẻ quyết bám trụ nền nông nghiệp bền vững với lối canh tác hữu cơ thuần tự nhiên. Phiên chợ hữu cơ Đà Lạt đang dần trở thành một địa điểm tập hợp không chỉ của nhà nông và người tiêu dùng, mà còn là của những người trẻ dám nghĩ và dám thay đổi vì một Đà Lạt xanh và sạch hơn. Bà con và các bạn thân mến, phát triển nghề trồng rau nuôi tằm, đặc biệt ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để giúp bà con ổn định kinh tế, luôn là mục tiêu mà các chính quyền địa phương đặt ra. Hai năm qua, nhiều địa phương ở huyện Đạ Tẻ đã làm được điều đó, góp phần sau đó giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân nơi đây. Trong những năm gần đây, khi nghề trồng rau nuôi tằm phát triển trở lại ở Đạ Tẻ, thì ngoài những hộ gia đình có truyền thống lâu đời với nghề trồng rau nuôi tằm, thì các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bản địa ở Đà Tẻ cũng đã dần chuyển đổi những diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng rau nuôi tằm. Chị Ca Yêu, một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Buôn Đà Nha, xã Quốc Oai, đã được hỗ trợ cây giống phân bón từ chương trình hỗ trợ trồng mới dâu lai vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đà Tẻ cho biết, nhờ trồng rau nuôi tằm mà cuộc sống ổn định hơn. Mới trồng dâu được 2 năm và nuôi được 3 lứa tầm với sản lượng từ 50 đến 60 kg kén mỗi lần nuôi. Chị khẳng định trồng dâu nuôi tầm mang lại nguồn thu khá hơn so với cây cà phê, cây điều hay đi rừng như trước kia. Đi rừng thì lúc ngày có ngày không. Không có việc làm trong nhà thì kiếm đi rừng thì ngày có thì có, ngày không có thì năm 60 cũng có, một năm mới nuôi. Xong một năm trước năm đầu thì trồng thôi, cá trồng thì mới 2 năm, nuôi có 1 năm này thôi. Có tiền thì mua lại phân, xong một nửa mình anh một nửa cho phân cho cây dâu ấy. Ở Đà Nha hiện có khoảng 17 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi sang trồng rau nuôi tằm. Nhiều hộ trong số đó được nhà nước hỗ trợ phân bón, ống tưới nước phục vụ mùa khô. Như anh Ca Việt có hơn 3 sào dâu. Được sự hỗ trợ từ Trung tâm Nông nghiệp huyện và tự đầu tư, anh đã lắp đặt toàn bộ hệ thống tưới tự động cho vườn dâu của mình. Mặc dù mới tiếp cận với nghề trồng dâu nuôi tằm, nhưng lợi ích kinh tế mà công việc này mang lại rất rõ ràng. Được hỗ trợ giống dâu lai S7CB, anh cùng nhiều bà con trong vùng đã có được những vườn dâu xanh tốt, năng suất cao, phục vụ cho việc nuôi tằm của gia đình. Mùa vừa qua, anh nuôi được 2 hộp tằm, thu nhập hơn 10 triệu đồng, đủ để chi tiêu trong gia đình. Ca Việt đã bỏ hẳn nghề đi rừng vừa nguy hiểm, vừa xâm hại đến tài nguyên rừng, thu nhập bấp bênh mà chỉ chuyên tâm vào công việc trồng dâu nuôi tằm hiện tại. Nói chung trồng dâu nuôi tằm này cũng được hơn, đỡ hơn đi rừng. Hồi trước đi rừng thì vất vả nhiều. Trồng dâu này từ tháng 6 2018 đến giờ thì cũng được, nói chung thì cũng được 1-2 nghìn, giống như chắc tầm 5-6 triệu tầm một tháng như vậy. Tại vì nhu cầu nó kinh tế nó cũng cao. Những năm gần đây trung tâm nông nghiệp lẫn phòng nông nghiệp lẫn ủy ban xã
cũng có vận động tuyên truyền bà con chuyển đổi cây dâu. Một số diện tích cũng được hỗ trợ từ các chương trình chuyển đổi điều cũng được hỗ trợ. Với lại trung tâm nông nghiệp huyện cũng hỗ trợ phân bón các cây giống. Với lại phòng nông nghiệp hỗ trợ máy móc bếp tưới cho bà con. Chương trình hỗ trợ bà con nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi dâu lai được thực hiện ở các địa phương như thôn Tôn Ca Long, xã Đà Ban, buôn Tố Lan ở xã An Nhơn và buôn Đà Nha, xã Quốc Oai với kinh phí gần 80 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ hôm giống, các loại phân bón, một số bếp tưới tự động cho bà con. Hiện toàn huyện Đạ Tẻ có khoảng 1.000 hecta trồng dâu nuôi tầm, trong đó diện tích trồng dâu của đồng bào dân tộc thiểu số mới chiếm phần nhỏ. Vì thế, việc hướng dẫn và hỗ trợ bà con chuyển đổi phương thức canh tác là cần thiết, hướng đến mục tiêu 9.000 hecta dâu tầm trên địa bàn toàn tỉnh và tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Thưa bà con và các bạn, phần cuối của chuyên mục kỳ này sẽ giới thiệu đến bà con và các bạn đặc điểm nổi trội của giống dâu lai cao sản S7CB và địa chỉ nơi nhân giống đầu dòng. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Nguồn gốc: giống dâu S7CB là giống dâu tam bội, được chọn lọc từ tổ hợp lai C71A nhân chân vịt. Giống dâu S7CB được cho phép khu vực hóa chính thức theo quyết định số 290 ngày 17 tháng 11 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đặc điểm chính: thuộc dạng cây bụi, thân cây cứng, vỏ màu nâu nhạt, lóng ngắn, ít phân cành. Lá nguyên tự nhiên lúc còn nhỏ có xé thùy, lá to dày màu xanh đậm. Thời gian tồn tại của lá trên cây dài có thể trên 40 ngày, và giữ được tươi lâu trong quá trình thu hoạch bảo quản. Năng suất có thể đạt từ 30 đến 40 tấn một hecta trong điều kiện thâm canh. Giống dâu S7CB kháng bệnh rỉ sắt tốt, phẩm chất lá cao, nhân giống bằng hôm. Đối tượng và phạm vi áp dụng: giống dâu S7CB thích ứng với điều kiện khí hậu và đất đai tại Tây Nguyên. Lá dâu giống S7CB thích hợp dùng để nuôi tầm lớn. Địa chỉ nhân giống: Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Lâm Đồng, địa chỉ số 3, Quang Trung, thành phố Bảo Lộc, điện thoại 02633-864-794, 02633-865-119. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện nhà nông kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa các bạn, tạm biệt.